Hello, xin chào đại gia đình Karate của Thỏ. Thỏ đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi thực hiện một điều mà thử thách đối với mình. Mình rất là sợ cái điều này và mình đã muốn làm từ rất là lâu rồi, nhưng không có đủ can đảm để làm. Đấy là đi triệt lông mọi người ạ. Mình nghe nói một số người thì nói là đau, một số người thì nói là không đau. Nhưng mà mình thì là một con rất là sợ đau ấy. Thế nên là mình đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất là lâu rồi nhưng chưa dám làm. Nhưng mà vì bạn mình chính là Sen đã mở một cái spa và nó có cái dịch vụ đấy, và nó nói với mình rằng không đau một tí nào cả. Thế nên mình quyết định sẽ thử cái điều này cho mọi người, vì mình biết triệt lông là một điều khá là tốt. Thế nên là hôm nay chúng mình sẽ cùng theo chân Thỏ đi thực hiện cái thử thách này nhá. Nắng kinh khủng khiếp. Nắng quá. Mình đang đến chỗ nhà Sen rồi, mình vừa mới đi taxi tới đây. Chỗ Sen là ở ngõ 100 Trần Duy Hưng, nhà số 8. Đấy, biển to. Bật mí với các bạn thì đây cũng là nhà riêng của Sen luôn đấy. Em đang ăn cơm à? Đến không mang theo cái gì cả. À đây, đây là phòng ngủ của Sen, mình cho mọi người đi xem. Đấy, có một con cừu. Chú cừu dễ thương. Phòng ngủ của mình đâu? Đây là phòng spa của cô bạn. Đó. Mình sẽ thử nghiệm với cả triệt lông nách đầu tiên. Đau thì mình sẽ bắt đèn xem mọi người ạ. Sau đấy thì chúng mình sẽ được bôi gel. Triệt lông là phải triệt trong bao nhiêu buổi hả Sen? Rất nhiều buổi đúng không? 20 ngày thì một lần, hoặc 20 ngày đến một tháng. Mày bộ đầu gì đó? Cái mới to ấy. Đau không? Vẫn nhìn thấy. Không chị? Không, không thấy gì cả. Ấm không? Không thấy ấm. Chắc tại chỗ này ít lông. Không, nó không đau mà. Không đau đâu. Thế sao mọi người cứ bảo triệt lông bikini đau lắm? Xong hôm nọ chị xem có một đứa nó quay ấy, nó kiểu gồng hết cả người lên ấy, xong nó thở không ra hơi ấy. Có mất thì mới đau hơi chứ. Thế chắc là do máy xịn. Không thấy gì cả mọi người, không cảm giác gì hết. Thì mình sẽ thử cái vùng kia. Bây giờ mình sẽ triệt lông bikini mọi người ạ. Mình hy vọng là ở cái vùng dưới này nó sẽ không bị nóng quá hoặc là không bị đau. Triệt lông nách không cảm thấy bất cứ một cái cảm giác gì luôn đấy mọi người. Thế luôn ý, mình là con hèn nhất cái thời gian này luôn ý. Hy vọng là nó sẽ không đau. Các bạn ấy đang bôi gel cho mình. Nó hơi nóng. Tôi ấy cảm giác như kiểu mình bị người ta lấy nhíp giật lông ra khỏi chỗ này. Giống như kiểu là bị người ta giật lông. Nó đang đốt cái lông đấy, cảm giác đúng kiểu bị giật lông ra khỏi chỗ đấy. Cho tăng lửa lên cho cháy đây. Thôi. Mình vẫn chịu đựng được mọi người ạ. Mình mà chịu được thì mình nghĩ là mọi người cũng sẽ chịu đựng được thôi. Nhưng mà mình thấy nó chỉ bị mấy giây đầu là kiểu hơi nóng kiểu giật mình ấy. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi, không bị cái cảm giác đấy nữa. Nhưng mà thật ra thì nó không đau, nhưng mọi người vẫn nói với mình kiểu có những người kêu là đau lòng không chịu được đâu, thì không tới cái mức này đâu mọi người ạ. Nói cảm nhận đi. Cảm nhận gì? Hơi nóng một tí. Nóng á? Nóng. Ấm. Còn đâu là buồn cười. Chỉ là buồn cười. Tại cái bà triệt lông cho tao. Bạn cứ trêu. Có ai triệt lông mà ngồi cười như này không? Báo mày. Nhưng mà chưa có ai triệt lông mà buồn tè cả. Nói chung là rất là nhanh và cũng không đau như mọi người tả đâu. Kiểu hôm nọ mình xem một cái youtuber của nước ngoài, xong rồi họ quay cảnh đi triệt lông mà kiểu gồng cứng lên, xong rồi kiểu đau quá, rát quá, thì nó không tới cái mức đấy đâu mọi người ạ. Đúng là mấy phát chiếu đèn đầu tiên thì nó hơi giật mình vì nó hơi nóng ấy. Nhưng mà sau đấy thì ở đây các bạn ấy hạ nhiệt độ xuống cho mình thì mình không thấy bị nóng nữa. Nói chung là mọi người nên đi triệt lông đi, kiểu lúc mà sau rồi kiểu mình cảm thấy nó rất là mịn ý, chứ nó không như kiểu mình cạo đâu, mà nó cũng sẽ sạch hơn, tại vì lông nó để lại rất là nhiều vi khuẩn và mùi cho các bạn nữ, nhất là khi đến ngày. Thế nên là nếu mà triệt lông thì nên triệt luôn đi, nhất là trong mùa hè này mà các bạn định đi biển mặc bikini ý, thì mình thấy triệt lông là một giải pháp tối ưu luôn ấy. Ngâm chân nóng quá. Sao phải bẻ đánh hơi được? Không nào Sen cho ta ăn nửa hộp rồi. Này các bạn ơi, ở đây còn đúng với mình được, tức là chỗ này vẫn còn ăn hết. Bắt quả tang. Ngon lắm. Sao chúng mày thả tóc hết ta? Bây giờ chúng mình sẽ đi sâu hơi. Sâu hơi xong chúng mình sẽ massage body và massage da mặt cho sướng. Ây da kìa. Ấy. Nó cũng không bị nóng lắm so với kiểu nhiều chỗ ta thấy sông là bị nóng quá ấy. Chanh muối hơi mặn. Chanh muối vẫn phải cho tí đường với tí đá vào đây chứ. Đúng rồi, chanh trong cái muối ấy. Ừ. Đúng là một đứa làm quan cả họ được nhờ. Một đứa mở spa tất cả các bạn đều được làm đẹp. Bọn mình ăn sông hơi xong rồi. Đúng phê luôn ấy. Thích quá. Lâu lắm rồi không đi sông hơi. Thở tí đã. Đây là tầng 2 massage body của Sen. Cái gì ấy? Trông rất là xinh xắn đáng yêu. Hôm rồi mình đã massage một lần rồi, phê lắm luôn ấy. Kiểu mình ngủ quên luôn ấy. Hôm nay mình sẽ massage tiếp. Tại vì đợt này sức khỏe hơi ốm yếu một tí, nên là phải đi nghỉ ngơi, xả hơi. Thật là tiện khi có bạn mở spa. Bây giờ mình sẽ massage body mọi người ạ. Đúng em luôn đi. To know you before you faded away. I got to know you, got to love you. Just keep walking down to separate ways. I can show you escaping your pain. Now you break down, you're drained now, your heart pounds. Thề luôn, ôi, máy sắp hết pin luôn rồi á. Tôi kiểu làm spa xong buồn ngủ dã man luôn. Lúc nãy đã ngủ gật 2 lần, một lần làm da mặt với cả một lần massage body. Nãy Mi đó ngủ xong nó còn ngáy nữa các mọi người ạ. Vô duyên vãi. Ngáy đúng to luôn ý. May vậy. Con Sen nó quay. Chuyện Mi một người. Ừ. Hello mọi người, hôm nay đã rất là lâu kể từ sau cái hôm mà mình quay cái video triệt lông cho mọi người ấy. Hôm nay mình vừa đi chụp ảnh về, mình mới chợt nhớ tới cái video này. Đấy là mình đã quay khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa edit và chưa cho lên sóng. Thì mình chỉ muốn update lại một chút. Đấy là sau khoảng 3 lần triệt lông thì mình nhận ra là càng ngày thì nó càng không có cái cảm giác gì lúc mà mình triệt lông cả. Và sau khi mà mình triệt lông xong ấy thì cái chỗ lông nó sẽ vẫn mọc lên. Đến lần thứ 3 này thì mình thấy nó cũng vẫn mọc. Có những chỗ thì lông vẫn khá là cứng, nhưng mà nó đã thưa thớt hơn. Và kiểu chỗ mọc chỗ không ấy mọi người, thì cũng đã có những cái chỗ mà kiểu nó đã ít mọc hơn hẳn rồi. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình cứ tiếp tục kiên trì với cái liệu trình triệt đấy thì nó sẽ mọc kiểu càng ngày càng mỏng đi. Và lông sẽ càng ngày càng ít dày, ít cứng hơn. Và nó sẽ chuyển sang thành lông tơ. Và như thế thì cũng sẽ rất là dễ xử lý cho mọi người. Đặc biệt là cái vùng nách này thì nó cũng sẽ dễ xử lý hơn nữa. Vì cái độ đau của cái buổi triệt đầu tiên nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dày và rộng cái lỗ chân lông của mình nữa. Nếu mà lông của bạn nào càng cứng ấy, lỗ chân lông đen ấy, thì nó sẽ có thể là đau hơn với những bạn khác. Còn cá nhân mình và bạn bè mình thì không có đứa nào thấy đau cả. Nếu mà mọi người thấy nóng quá thì mọi người có thể bảo với các bạn nhân viên là hạ cái nhiệt độ xuống, thì mình sẽ triệt ở cái mức nhẹ nhàng hơn. Lúc đấy thì các bạn sẽ không có cảm giác đau đâu. Nó sẽ chỉ có cái cảm giác hơi kiểu châm chích một tí thôi. Nhưng mà nó hết rất là nhanh. Tại vì là mình triệt cũng rất là nhanh, chỉ tầm khoảng 3-5 phút thôi. Nếu mà bạn có điều kiện để triệt lông ấy thì mình highly recommend mọi người nên đi triệt lông. Vì nó rất là sạch và nó cũng sẽ vệ sinh hơn cho chúng mình nữa. Và mình thấy rằng là con gái hiện đại thì nên để ý tới cái vùng đấy một chút xíu. Khi mà chúng mình kiểu triệt sạch sẽ hoặc là chúng mình wax sạch sẽ và cạo sạch sẽ đi thì nó sẽ vệ sinh hơn cực kỳ nhiều. Thì đấy là tất cả những cái gì mà mình có thể review được cho mọi người. Mình chỉ muốn review lại về những cái quá trình của mình khi đi triệt lông thôi. Cá nhân mình thấy rằng sau khi mình thử thì nó không hề đáng sợ như mọi người hay dọa mình. Mà mình thấy là nên làm vì nó rất là nhanh gọn nhẹ. Chỉ có là mình sẽ phải làm rất là nhiều buổi thôi. Thì các bạn nhớ theo đúng cái lộ trình của nó. Bây giờ thì có lẽ là mình xin phép kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn làm đẹp lần tới nhá. Xin chào tạm biệt.